Hãy xem hết video để biết combo máy ảnh giá rẻ này có đáng để dùng không nhé. Ok, Bill sẽ sử dụng cái combo đang hiện tại rất là nhiều người sử dụng, đó là Sony ZV-10 và lens kit của nó, đó là lens 16-50 để chụp chân dung cũng như là beauty thử xem như thế nào. Cái hình này thì Bill sẽ chụp góc xa và góc cận để cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chụp thử xem như thế nào ha. Ok, bây giờ em nhìn thẳng những kính này, hơi ngã đầu này xíu mình. Đúng rồi. Rồi, mở ra nha. 1, 2, 3. 3 mở nè. Bây giờ Bill sẽ cho mọi người xem thử cái ảnh của Bill sau khi chụp trên combo Sony ZV-10 cộng với lens kit của nó là 16-50. Thì bây giờ Bill sẽ cho mọi người xem cái độ nét của nó. Đây, nó sẽ như thế nào ha. Đây mọi người. Rất là phê ha. Bill nói chung nó cũng tương đối là bất ngờ với lại cái chi tiết của cái combo này nó cho ra được như vậy ha. Bill đang định là sẽ dùng nó với một cái lens fit khác chứ không phải là cái bộ lens kit này. Nhưng mà đây với là cái buổi chụp thực hành của học viên cho nên là Bill mượn để chụp thử thôi. Để mà có thể test thử và sau đó vài bữa nữa Bill sẽ chụp hoàn chỉnh một bộ beauty dùng combo này cho mọi người xem ha. Dùng cái body này thôi nhưng mà Bill sẽ dùng lens khác. Vì nếu mà beauty hoặc là chân dung mà sử dụng cái lens lens kit của nó thì Bill chưa thích lắm, nhưng mà cái chi tiết như thế này là tương đối là đạt ha. Đó mọi người nhìn thấy cái phần chi tiết của nó rất là ngon lành chứ không có tới nỗi mà giống như những cái dòng máy khác. Bill đã từng chụp rất là nhiều dòng crop rồi. Thì đây là cái kết quả mà Bill cảm thấy tương đối là bất ngờ về cái chi tiết của nó. Rồi còn cái phần hậu kỳ á,